Vâng, Khang Minh GPL xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Tiếp tục trở lại với video ngày hôm nay, buổi trưa ngày 19 tháng 3. Khang Minh xin trân trọng lên một clip nữa để giới thiệu đến mọi người. Gần 10 con đẩy crown công suất lớn ở model 5000 và 5002. Khang Minh đã cập nhật về thêm và 2 đến 3 ngày nữa Khang Minh sẽ về thêm 2 con crown 5000 nữa để Khang Minh chuẩn bị hàng cung cấp cho các bác và quý anh em đã đặt hàng Khang Minh ở hai cái model này. Trên tấm biển này là địa chỉ cũng như số điện thoại của Khang Minh. Các bác và quý anh em quan tâm đến những sản phẩm âm thanh mịn bãi hàng cao cấp trên Khang Minh, mọi người vui lòng liên hệ cho Khang Minh hoặc là Zalo. Các bác và quý anh em cần tư vấn, vui lòng liên hệ cho Khang Minh hoặc là nhắn tin Zalo thì khi rảnh Khang Minh sẽ trả lời các bác và quý anh em sau. Rất nhiều các video Khang Minh up lên thường xuyên. Một ngày Khang Minh up lên khoảng 2 đến 3 video giới thiệu hàng hoặc là giao lưu test âm. Các bác và quý anh em quan tâm đến những sản phẩm âm thanh mịn bãi, đồ cao cấp, đồ chuyên nghiệp dành cho ca hát biểu diễn hàng pro. Các bác xem thêm nhiều video bên trên kênh nữa của Khang Minh nhé. Bây giờ Khang Minh sẽ tiến vào trong để giới thiệu với các bác và quý anh em những chiếc cục đẩy crown. Đều là những con hàng dòng mà Khang Minh tuyển chọn những cái con đời hiếm, đời đầu và đẹp xuất sắc về shop để Khang Minh cung cấp cho mọi người. Đây là 4 con Khang Minh đã mở lắp ra sẵn, 5000 và 5002. Chúng ta sẽ tiến đến con này đầu tiên đi. Và bên trong này là tất cả các model 1002, 2004, 3006. Toàn bộ crown trên Khang Minh đều nhập những cái con đời đầu tem nhôm. Chứ còn cái đời sau thì Khang Minh lại không nhập các bác nhé. Tất nhiên nó đều là hàng xịn sò của Mỹ. Tuy nhiên là Khang Minh cung cấp những cái con này, những cái con đời đầu này. Nó rất là chất. Các bác và quý anh em sử dụng nhiều cái hàng Khang Minh cung cấp đi rồi, mọi người có thể lắm được, trải nghiệm và lắm được. Khi các bác và quý anh em chơi những cái con cục đẩy khác, mọi người đều đánh giá nhận định là khi chơi đến cờ đao thì nó đẳng cấp, nó cái chất tiếng, chất âm, độ trung thực, chi tiết trong âm thanh nó khác hẳn so với các dòng âm ly cục đẩy khác trên thị trường. Còn tất nhiên trên thị trường nó có rất nhiều các âm ly cục đẩy nó còn đắt tiền hơn nữa. Tuy nhiên là crown của Mỹ nó sản xuất cùng tập đoàn Harman Kardon, cùng với tập đoàn của JBL, nó đã là thương hiệu rất là đẳng cấp dành cho nhau rồi. Và Khang Minh sẽ tiếp tục video giới thiệu từng con một, các bác và quý anh em cùng xem và chiêm ngưỡng nhé. Crown 5002. Trong 4 cái con ngoài này, 4 con ngoài này thì có một con có thùng xốp. Và Khang Minh ngay cái con có thùng xốp khi về đến shop thì đã có khách đặt hàng ngay lập tức. Tuy nhiên là em chưa có đón hàng. Và trong kia lát nữa Khang Minh sẽ quay vào trong kia. Bây giờ đang là hơn 12 giờ trưa ngày 19 tháng 3. Lát nữa Khang Minh sẽ vào trong kia để quay thêm 3 đến 4 con trong kia. Gần chục con, hôm nay Khang Minh sẽ làm video giới thiệu cả thể. Khang Minh đã làm video này, Khang Minh không có giới thiệu 1 đến 2 con, Khang Minh đã giới thiệu một loạt luôn. Các bác cùng xem và chiêm ngưỡng cái con 5002 này. Zin nguyên bản 100% sản xuất tại Mỹ và đẹp xuất sắc luôn. Đây là cái tem nhôm. Nó thể hiện crown đời đầu của Mỹ nó sản xuất này các bác nhé. Đời sau thì ví dụ như tem giấy, nó có một số cái linh kiện nó sử dụng một số cái linh kiện khác. Thì tuy nhiên những cái đời sau, đời chung, đời chót Khang Minh không nhập những cái đời đấy. Và đây là con 5002 nữa. Các bác cùng xem. Đẹp xuất sắc luôn. Đều là những mặt hàng tuyển chọn trên Khang Minh mà Khang Minh tuyển chọn rất là kỹ. Để Khang Minh nhập về, Khang Minh cung cấp cho các bác và quý anh em. Mạch vỉ nó xanh nét luôn. Và Khang Minh sẽ vẫn là những video Khang Minh quay rất là chậm rãi. Các bác xem đây là con 5000 này. Con này cái mút chắn bụi ở đây là Khang Minh về là chưa có lắp vào. Các bác và quý anh em khi Khang Minh cung cấp đi sẽ đầy đủ hết, không có thiếu một cái gì. Từ những cái mút chắn bụi ở ngoài này nhá. Và cái tay sách thì đang quay ra phía sau.
Các bác và quý anh em nhận được hàng, các bác tháo cái con vít này ra, lắp cái tay sách quay ra ngoài cho nó đẹp, và chúng ta bê cầm nắm nó dễ hơn, bởi vì những cái con cục đẩy 5000 và 5002 này nó rất là nặng, ngót nghét 40 cân. Mọi người cùng chiêm ngưỡng những cái sản phẩm đặc biệt đẹp xuất sắc trên Khang Minh. Những cái lỗi nó rất là nhỏ, không có đáng kể. Còn để mà soi thì không có một con nào là không có lỗi, kiểu gì nó cũng có một cái những cái chày hay là thành vách các thứ không thể tránh khỏi, bởi vì những cái con này nó sản xuất ngót nghét hai mấy ba chục năm rồi, và như thế này thì là đẹp xuất sắc rồi các bác nhá. Nói chung là khó mà có thể đẹp hơn, đẹp đây là 90 chín mấy phần trăm rồi, xanh nét luôn. Khang Minh quay luôn cái đằng sau các bác cùng xem đều toàn bộ đó, cái tem nhôm đời đầu, không có một con nào mà Khang Minh nhập cái đời chung và đời chót cả. Ví dụ như con này, quay sang bên luôn con này nha các bác nhé. Đó rồi, tiếp theo cái con Khang Minh vừa quay cái tem phía sau, đây là phía trước của nó, Crown 5002. Mọi người cùng chiêm ngưỡng trên cái video này, Khang Minh chỉ làm riêng cái video này dành cho Crown, và cơ bản là những con Crown công suất lớn 5002 và 5000. Cái đời này thì nó đánh ở cái chế độ Citadel 5000 và 5002. Citadel thì 8 ohm thì nó đạt 1565W trên một cây, và 4 ohm thì nó đạt 2000W trên một cây. Và chế độ dồn kênh Bright thì nó đạt sấp xỉ 5000W luôn khi mà dồn kênh. Cái nút cần gạt phía sau là Citadel đây, đây chính là cái nút này các bác nhá. Cái cần này Citadel hoặc là Baronet thì là song song, và Bright thì là đánh dồn kênh. Con này thì cũng có khách đặt hàng, Khang Minh đã dán tem rồi và mở ra quay thôi. Mấy 3 đến 4 con, những ngày cuối tuần hoặc là sang đến đầu tuần Khang Minh cung cấp đi tất cả là chừng 4 con, và một con khách cũng đang đặt hàng Khang Minh. Đó, sơ qua là như vậy. Và tiếp theo đây các bác này, Crown 2004 nhé, cả một chồng này là Khang Minh để có riêng cái model 2004 thôi. Toàn bộ riêng model từ 3006 trở xuống 2004, 1002 đều là những con đời đầu. Không có một con Crown nào mà Khang Minh nhập những cái model đời chung, đời chót cả. Và đời đầu nó thể hiện là cái gì? Cái tem nhôm và toàn bộ tụ vương miện, sò vương miện. Ví dụ như con này là mẫu Khang Minh quay cái con này, con 2004. 8187, 8188 vương miện thì bên này cũng như vậy. Đối diện nhau 8188 và 8187. Một trong những cái mã sò của sò vương miện. Và các bác cùng xem này. Bạt, tất cả các thiết bị nó đều trắng bốp và zin nguyên bản. Và đây là hai con tụ vương miện. Và toàn bộ đằng sau thì Khang Minh quay qua cái đằng sau, các bác cùng xem. Toàn bộ là đời đầu tem nhôm đây, một con này. Con 2004 tiếp theo thứ hai này. Thứ ba này. Thứ tư này. Con thứ 5 này, con thứ 6 và con thứ 7. Thì ban sáng thì Khang Minh 2004 thì cũng có hai, Khang Minh chuẩn bị cung cấp đi 1 đến 2 con khách đặt hàng. Sáng nay khách bác khách Hưng Yên lên sở hữu một con 2004. Cái video mà Khang Minh quay rất là không có quay hình ảnh gì đến tết âm hay là quay đến vị khách, bởi vì bác khách đó là, xin lỗi các bác và quý anh em, bác khách đó là công an, cho nên Khang Minh chỉ quay một đoạn khi cái sản phẩm mà lên xe và đi về với các bác khách trên mọi miền tổ quốc thôi. Bây giờ là những cái model bên này 1002 nha các bác nha. Các bác và quý anh em cùng xem, đều là những con đẹp xuất sắc luôn. 3006, 1002, 1002 hình như 3 con và 3 con 3006.
đời 3006 đều là đời nguồn vàng túc vương miện, sò vương miện hết các bác nha. Và đẹp xuất sắc luôn, đều là những cái đời hiếm. Đặc biệt là nó đẹp xuất sắc, nó rất là hiếm các bác nha. Bây giờ Khang Minh quay vào trong này, mọi người cùng xem thêm những cái con bên trong này Khang Minh. Có lẽ là Khang Minh sang bên này. Rất là chật chội. Trong này ba con nữa, 5000, 5002. Bên trong kia là con bên kia cũng có 5000. Các bác và quý anh em quan tâm đến những cái model này, liên hệ cho Khang Minh. Đây là một vàng bóng điện của Khang Minh, nó dọi xuống các bác nhá. Đó. Những con nó đều là trắng rất là đẹp, mặt phay nhôm. Cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn. Khang Minh sẽ hẹn các bác và quý anh em tối nay. Tối nay Khang Minh sẽ giới thiệu đến các bác và quý anh em cái cặp loa mà Khang Minh đang phủ, đang cho nó vào trong nhà buổi đêm muộn, đêm khuya tối hôm qua. Cái cặp loa này, buổi tối ngày hôm nay Khang Minh sẽ lên kênh giới thiệu cái cặp loa cần này, cực kỳ đặc biệt luôn các bác và quý anh em. Sẽ đón chờ cái video giới thiệu hàng của Khang Minh buổi tối ngày hôm nay nhá. Cặp này thì Khang Minh tiết lộ luôn, nó là MG938, nhưng mà riêng cặp này là cặp chưa từng có trên Việt Nam. Nó là cặp đặc biệt. Khang Minh sẽ giới thiệu với các bác và quý anh em buổi tối ngày hôm nay. Vậy mọi thông tin các bác và quý anh em quan tâm đến những sản phẩm mà Khang Minh vừa giới thiệu, hoặc là rất nhiều các sản phẩm âm thanh bị bãi, hàng chuyên nghiệp, hàng pro, micro, hoặc là các bác và quý anh em cần set up, cần lắp đặt hệ thống âm thanh cao cấp, mixer hoặc là vang số, các model vang số Khang Minh cung cấp 1-2-3 model vang số cao cấp trên thị trường. Mọi người cứ liên hệ cho Khang Minh hoặc là liên hệ qua số này, qua Zalo. Khang Minh xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video lần sau.